Đất nông nghiệp có chuyển đổi được sang đất thổ cư hay không? Đây là một trong những vấn đề mà có khá nhiều người đang quan tâm, là tôi đang có mảnh đất này, tôi muốn chuyển đổi sang đất thổ cư có được hay không? Và đặc biệt là chúng có một bài viết liên quan đến 4 bước để chúng ta có thể chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư và nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn. Tôi hôm nay thì Dũng làm một cái video này, tôi muốn chia sẻ với bạn làm sao để chúng ta có thể chuyển đổi được. Vậy thì bây giờ để chuyển đổi được thì đương nhiên là nhà nước sẽ có quy định là loại đất nào đủ điều kiện nào thì chúng ta sẽ được chuyển đổi, đúng không? Thế vậy để làm điều đấy thì đầu tiên các bạn cần xác định gì? Mình đã có loại đất nào? Thì ở video này thì Dũng chỉ giới thiệu chia sẻ bạn là để các bạn biết là vậy thì mình đang ở cái loại nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau vào video. Đầu tiên thì bạn phải xác định, đúng không? Bạn phải xác định cái loại đất bạn đang có. Chúng ta thấy rằng là với trường hợp mà bạn cái đất của bạn đã có bìa, ví dụ là đất đang sử dụng và có bìa. Trường hợp này thì sao? Dùng ví dụ này cho bạn dễ hiểu này. Ví dụ này, bạn có 1.000 mét vuông, trong đó có 100 thổ cư và bạn muốn mua thêm. Chúng ta thấy rằng là ở đây thì chúng ta sẽ các bạn còn 900 mét này là gì? 900 mét là đất cây lâu năm. Tức là đương nhiên là gì ạ? Các bạn đang muốn chuyển đổi 900 mét đất cây lâu năm, đúng không? Thì cái này thì nhà nước sẽ có quy định, ví dụ chúng ta cần phải xác định này, lên địa chính xã hoặc là các bạn có thể nhờ một đơn vị trách quyền xem vị trí đất của bạn có thuộc, chúng ta xem nó có thuộc quyền ở không hay cái gì ạ. Chúng ta phải căn cứ vào gì ạ, vào cái kế hoạch sử dụng đất địa phương năm nay họ có kế hoạch mở rộng không thì chúng ta mới có thể mua thêm chứ. Cái này thì nó sẽ dễ hơn nhiều so với các trường hợp sau. Thì đây là trường hợp đầu tiên mà các bạn, nếu như bạn thuộc diện này thì các bạn có thể lên xã xong bạn làm cái hồ sơ đề nghị rằng thì Dũng nghĩ là không quá khó. Chúng ta sẽ sang loại thứ hai. Loại thứ hai mà gọi là bạn chưa được cấp sổ. Trường hợp này thì bạn chưa được cấp sổ thì việc của bạn là gì? Cũng lên địa chính, sau đó lại xác nhận theo cái vị trí đất, quy hoạch đất gì. Ví dụ có thể là trồng lúa này, rồi thì trồng rừng này, nuôi trồng thủy sản này. Thế thì vậy thì trong trường hợp này thì sao? Trong trường hợp này Dũng chia sẻ với bạn nha. Trong trường hợp này thì bạn căn khi bạn lên địa chính bạn xác nhận được rồi, ví dụ nó thuộc loại trồng lúa đấy, thì này bạn chỉ xin đề nghị cấp bìa với, còn trồng rừng thì xin cấp trồng rừng, nó sẽ phụ thuộc vào quy hoạch. Nếu người ta mới xin cấp bìa. Và nhiều bạn thì hỏi là tôi có đất như này, tôi có xin chuyển sang đất thổ cư không? Đúng, trả lời luôn nhá. Không. Trường hợp này nhà nước đã quy hoạch sẵn rồi, nó là các loại đất này. Mục đích là trồng lúa thì chúng ta chỉ được xác nhận này thôi, không lên được thổ cư. Có lên được ấy thì nó lại thuộc diện này. Có, đúng không? Thì lại bạn là doanh nghiệp, bạn xin chủ trương làm khu đô thị. Thế chắc trường hợp này thì được. Và cái này nói nhỏ như Dũng như là ở ngoài Bắc thì không làm được, nhưng trong miền Nam thì có thể nha. Trong miền Nam thì có thể, nhưng ngoài Bắc thì Dũng nói luôn là ngoài Bắc thì không làm được. Và một cái loại nữa Dũng nghĩ là cũng khá nhiều người sẽ có, đó là cái đất đang ở, đã xây nhà lâu rồi, chưa có sổ. Ở đây cũng khá nhiều muốn xin giấy cấp. Thì trong trường hợp này chúng ta không thể nói là gì ạ, xin chuyển đổi nha. Trong trường hợp này các bạn là gì ạ? Các bạn xin công nhận, xin công nhận cái diện tích bạn đang ở, nhưng bạn phải nhớ nhá, phải nằm trong khu dân cư mà bạn sinh sống đã lâu rồi, có là mọi người thừa nhận đấy, nhưng mà bạn chưa được cấp cái giấy chứng nhận đâu. Thì trong rồi bạn xin công nhận, và trong rồi bạn nào có thì cái quy trình thủ tục nào thì chúng ta lại phải lên địa chính để chúng ta hỏi nhờ họ để họ làm cho. Tùy từng vị trí, từng cái nơi, bạn cũng có thể mất hàng năm trời bạn mới có thể chuyển đổi xong, có thể bạn mất một tháng, thì cái này cũng tùy từng nơi nha, Dũng không thể biết được điều này. Chúng ta thấy rằng là chủ yếu nó sẽ diễn ra ở mấy cái dạng như vậy. Thế thì khi mà chúng ta làm được cái, khi chúng ta xác định được là chúng ta đang có cái loại đất thuộc thể loại nào, thì với bạn sẽ biết là vậy thì loại nào tôi có thể xin được, loại nào tôi không, trình tự thủ tục như nào thì pháp luật đã quy định rất rõ ràng. Dũng sẽ không chia sẻ bạn hồi nó rất là dài. Dũng hy vọng rằng là khi mà các bạn xem được cái video này của Dũng ấy, thì các bạn sẽ biết là tôi có đang có loại đất có bìa, có giấy tờ tôi muốn mua thêm, hay tôi đang thuộc loại gì ạ, loại đất chưa có giấy tờ xin cấp lần đầu, rồi gì ạ, tôi đang có đất ở nhà nhưng tôi chưa có giấy chứng nhận, và một loại nữa là gì ạ, chuyển đổi nhưng mà đấy là thuộc cho doanh nghiệp. Chúng ta không bàn đây, vì ở đây chúng ta nói vấn đề cá nhân thôi. Các bạn hiểu, các bạn xác định rõ các bạn tự đối chiếu nhé. Các bạn tự đối chiếu với cái đất của bạn thì bạn sẽ biết là có làm hay không. Và mong rằng là cái video này sẽ giúp bạn gì ạ? Bạn biết và bạn sẽ tránh như mình mất thời gian tiền bạc, bởi vì đôi khi bạn nghĩ là bạn làm được loại đất mà đất nông nghiệp, đất trồng rừng cái thứ ấy. Sau đó bạn đi nhờ người ta để người ta làm. Cuối cùng là bạn gặp những người xấu, họ nhận, họ bảo họ làm được.
mà bạn đưa tiền cho họ thì là bạn mất tiền, bản chất họ không làm được, cực khó. Và đặc biệt người Bắc thì xin lỗi các bạn, không, chuyển đổi từ cây lâu năm lên đất thổ cư cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói đến đất trồng lúa trồng rừng hay. Và hy vọng là video này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tiền bạc và tránh bạn bị mắc lừa. Các bạn hãy chia sẻ và nhớ là hãy like kênh của Dũng. Và Dũng thì có một cái, nếu bạn nào quan tâm đúng không, thì Dũng có một cái nhóm Zalo thì các bạn có thể vào nhóm, chúng ta sẽ, các bạn sẽ được hỏi đáp với Dũng nhiều hơn. Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần thì Dũng sẽ có buổi live stream chia sẻ các bạn với kiến thức về đầu tư, về tài chính, về bất động sản. Các bạn nhớ lịch thì chúng ta sẽ buổi tối thường thì sẽ vào 21 giờ, thì Dũng sẽ bắt đầu thời gian đó dành cho các bạn. Các bạn hãy tham gia các buổi livestream thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Dũng. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.